佛教智慧故事。Có trí tức sẽ không tham lam. Truyền thuyết nói rằng, cách đây rất lâu, trong rừng có một con vua Khổng Tước, bên cạnh đó có 500 con Khổng Tước làm bầu bạn. Cuộc sống rất là tiêu dư tự tại, nhưng mà nó vẫn không cảm thấy hài lòng. Có một ngày, nó nhìn thấy một con Thanh Tước vô cùng xinh đẹp. Đại dương, rốt cuộc mình đã đi đến nơi nào thế này? Hoàng hậu xin chào. Ngươi là? Tôi là vua Khổng Tước ở trong rừng, đặc biệt đến đây để dâng một loại quả tiên có thể chữa được bách bệnh. Thật là nó có thể chữa khỏi bệnh của ta. Vua Khổng Tước. Nàng lại gặp ác mộng hả? Thần thiếp nằm mộng thấy vua Khổng Tước. Nó nói có thể trị khỏi bệnh cho thần thiếp. Truyền lệnh xuống dưới, ai bắt được vua Khổng Tước, quả nhân thưởng 100 lượng vàng và mỹ nữ. Ta sẽ đi lấy cho nàng. Hãy đợi một chút. Cứu mạng với. Đừng kêu nữa, bạn đời của ngươi đã bỏ ngươi mà chạy rồi. Hãy tha cho tôi sẽ cho ông một núi vàng. Ai tin được, bắt được ngươi, quốc vương sẽ ban thưởng cho ta 100 lượng vàng, còn ban cho mỹ nữ để làm vợ. Đại dương nhân từ, xin hãy nghe lời tôi nói. Tôi có thể trị khỏi bệnh cho hoàng hậu. Xin ngài hãy cho người mang một chậu nước đến. Sau khi tôi niệm chú, nước này sẽ lập tức biến thành nước thuốc có thể trị được bách bệnh. Mau đem nước đến. Nhà bà Ali Kasa đáp giả ma la hồng. Hồng, xin ngài hãy cho hoàng hậu dùng. Uống nó xong bệnh của nàng sẽ khỏi đó. Nước thần, đây quả thật là nước thần. Đại dương, mẹ của thần bị bệnh nặng, xin đại dương ban nước đó cho thần. Lấy đi đi, hãy đem nước thần này đến cho những ai cần nó. Sau khi thần dân trong nước nghe thấy tin tức về nước thần, liền lũ lượt kéo đến hoàng cung, khẩn xin vua ban cho nước thần. Lão bá tánh đều muốn nước thần, vậy nên làm thế nào đây? Đại dương, chi bằng ngài đưa tôi đến giang hồ, tôi biến nước trong hồ thành nước thần, vậy là được rồi. Ý hay. Nhưng nếu như người chạy trốn thì ta làm sao đây? Ngài hãy chuẩn bị một tấm gỗ, ở trên đó đóng một cái vòng sắt, dùng dây xích trói chân của tôi vào cái vòng sắt thì sẽ không sợ tôi bay mất nữa. Cứ làm như thế đi. Tôi có thể nói chuyện rồi. Tôi có thể nghe thấy âm thanh rồi. Tôi có thể nhìn thấy rồi.
sao mà chân của vua Khổng Tước lại bị xích vậy? Để ra cho ta. Khởi, khởi bẩm đại vương, vua Khổng Tước đã chạy trốn rồi. Vua Khổng Tước, ngươi quay lại rồi. Lần này tôi đến là muốn nói với đức vua, trên đời này có ba người ngu ngốc nhất. Một người là tôi, một người là tên thợ săn đã bắt tôi, còn một người nữa chính là ngài đó đức vua. Quả nhân không hiểu. Tôi có 500 người vợ xinh đẹp, người nào cũng đối với tôi cung kính dịu hiền, một mực trung thủy. Nhưng tôi chỉ vì một con thanh tước tầm thường mà bỏ họ đi, mà còn gì để cưới được con thanh tước mà bị bắt. Cho nên tôi là người ngốc đầu tiên. Vậy tên thợ săn, sau khi hắn bắt được tôi đã đề nghị tặng hắn một núi vàng, nhưng hắn chỉ vì 100 lượng vàng và nữ nhân mà đại dương hứa cho hắn mà bỏ đi cả núi vàng. Cho nên hắn là người ngốc thứ hai. Vậy còn quả nhân? Ông gặp được thần y tốt như tôi, nên xem tôi như bảo bối mà nhốt ở trong cung. Nhưng ông lại để tôi một mình ở trong hồ không thể giám sát được, dẫn đến lão bá tánh đã bứt đứt dây xích trên chân của tôi, cho tôi có được tự do. Cho nên ông là tên ngốc thứ ba. Cáo từ. Bắt nó lại, mau bắt nó lại cho quả nhân. Trong Phật Di Giáo Kinh ghi rằng, nếu có trí huệ, ắt sẽ không tham lam. Thường tự quan sát bản thân mình, đừng để phạm lỗi, thì sẽ được giải thoát thông qua giáo pháp. Con người đối với sự chiêu dụ của cái đẹp, từ đạo đức hiện nay có thể nhìn thấy rằng tự mình phải có sức kiềm chế. Người đời nay sở dĩ luôn gặp khó khăn là do theo đuổi những vật mà mình mong muốn. Chúng ta đối với các loại ham muốn trong cuộc sống, lúc mà không có được, đừng bao giờ thất vọng cùng cực. Đừng bao giờ ở trong lúc được mất mà sinh ra cảm giác mất mát, chán nản, bởi vì nỗi đau khổ sẽ đến từ sự mất mát những tham cầu quá đáng. Nếu như gặp lúc thuận lợi, trong tâm phải sinh ra cảm thấy đầy đủ và biết ơn. Đây chính là ý nghĩa của thiểu dục tri túc mà Thế Tôn muốn dạy bảo cho chúng ta. Namo Amida Phật.